Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học ở Bồ thí Ba La Mật Đa không có hai phần, có khả năng học ở tịnh giới An Nhẫn, Tinh Tấn, Tịnh Lự, Bát Nhã, Ba La Mật Đa không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, vì sao? Thì không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học ở cái không nội không có hai phần, có khả năng học ở cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, vì sao? Vì không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học ở chân như không có hai phần, có khả năng học ở pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghị, không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị, Phật Pháp thanh tịnh. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học ở thành đế khổ không có hai phần, có khả năng học ở thành đế tập diệt đạo không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị, Phật Pháp thanh tịnh. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học ở bốn tịnh lự không có hai phần, có khả năng học ở bốn vô lượng, bốn định vô sắc không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị, Phật Pháp thanh tịnh. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học ở tám giải thoát không có hai phần, có khả năng học ở tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị, Phật Pháp thanh tịnh. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học ở bốn niệm trụ không có hai phần, có khả năng học ở bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị, Phật Pháp thanh tịnh. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học ở pháp môn giải thoát không không có hai phần, có khả năng học ở pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy có khả năng học vô lượng vô số vô biên bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học ở năm loại mắt không có hai phần, có khả năng học ở sáu phép thần thông không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy có khả năng học vô lượng vô số vô biên bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học ở 10 lực của Phật không có hai phần, có khả năng học ở bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy có khả năng học vô lượng vô số vô biên bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học ở pháp không quên mất không có hai phần, có khả năng học ở tánh luôn luôn xả không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy có khả năng học vô lượng vô số vô biên bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học ở trí nhất thiết không có hai phần, có khả năng học ở trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy có khả năng học vô lượng vô số vô biên bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học tất cả pháp môn Đà La Ni không có hai phần, có khả năng học tất cả pháp môn Tam Ma Địa không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy có khả năng học vô lượng vô số vô biên bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học ở bậc dự lưu không có hai phần, có khả năng học ở bậc Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy có khả năng học vô lượng vô số vô biên bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh. Vì sao? Vì không có hai phần.
Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học ở bậc dự lưu hướng, dự lưu quả không có hai phần, có khả năng học ở bậc nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học ở bậc độc giác không có hai phần, có khả năng học ở bậc độc giác hướng, độc giác quả không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học ở bậc Đại Bồ Tát không có hai phần, có khả năng học ở bậc Tam Miệu Tam Phật Đà không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học ở Pháp Đại Bồ Tát không có hai phần, có khả năng học ở quả vị giác ngộ cao tột không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học ở Thanh Văn Thừa không có hai phần, có khả năng học ở Độc Giác Thừa, Vô Thượng Thừa không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh. Vì sao? Vì không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của sắc mà học, chẳng vì sự tăng giảm của thọ tưởng hành thức mà học. Vì sao? Vì sắc uẩn vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của nhãn xứ mà học, chẳng vì sự tăng giảm của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ mà học. Vì sao? Vì nhãn xứ vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của sắc xứ mà học, chẳng vì sự tăng giảm của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học. Vì sao? Vì sắc xứ vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của nhãn giới mà học, chẳng vì sự tăng giảm của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà học. Vì sao? Vì nhãn giới vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của nhĩ giới mà học, chẳng vì sự tăng giảm của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra mà học. Vì sao? Vì nhĩ giới vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của tỷ giới mà học, chẳng vì sự tăng giảm của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra mà học. Vì sao? Vì tỷ giới vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của thiệt giới mà học, chẳng vì sự tăng giảm của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra mà học. Vì sao? Vì thiệt giới vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của thân giới mà học, chẳng vì sự tăng giảm của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra mà học. Vì sao? Vì thân giới vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của ý giới mà học, chẳng vì sự tăng giảm của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra mà học. Vì sao? Vì ý giới vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của địa giới mà học, chẳng vì sự tăng giảm của thủy hỏa phong không thức giới mà học. Vì sao? Vì địa giới vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của thánh đế khổ mà học, chẳng vì sự tăng giảm của thánh đế tập diệt đạo mà học. Vì sao? Vì thánh đế khổ vân vân không có hai phần.
Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của vô minh mà học, chẳng vì sự tăng giảm của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, ưu não mà học. Vì sao? Vì vô minh, vân vân, không có hai phần. Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của cái không nội mà học, chẳng vì sự tăng giảm của cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh mà học. Vì sao? Vì cái không nội, vân vân, không có hai phần. Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của chân như mà học, chẳng vì sự tăng giảm của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghị mà học. Vì sao? Vì chân như, vân vân, không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của bố thí ba la mật đa mà học, chẳng vì sự tăng giảm của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa mà học. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa, vân vân, không có hai phần. Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của bốn tịnh lự mà học, chẳng vì sự tăng giảm của bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà học. Vì sao? Vì bốn tịnh lự, vân vân, không có hai phần. Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của tám giải thoát mà học, chẳng vì sự tăng giảm của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà học. Vì sao? Vì tám giải thoát, vân vân, không có hai phần. Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của bốn niệm trụ mà học, chẳng vì sự tăng giảm của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà học. Vì sao? Vì bốn niệm trụ, vân vân, không có hai phần. Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của pháp môn giải thoát không mà học, chẳng vì sự tăng giảm của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không, vân vân, không có hai phần. Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của năm loại mắt mà học, chẳng vì sự tăng giảm của sáu phép thần thông mà học. Vì sao? Vì năm loại mắt, vân vân, không có hai phần. Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của mười lực Phật mà học, chẳng vì sự tăng giảm của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng mà học. Vì sao? Vì mười lực của Phật, vân vân, không có hai phần. Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của pháp không quên mất mà học, chẳng vì sự tăng giảm của tánh luôn luôn xả mà học. Vì sao? Vì pháp không quên mất, vân vân, không có hai phần. Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của trí nhất thiết mà học, chẳng vì sự tăng giảm của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà học. Vì sao? Vì trí nhất thiết, vân vân, không có hai phần. Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của tất cả pháp môn Đà La Ni mà học, chẳng vì sự tăng giảm của tất cả pháp môn Tam Ma Địa mà học. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà La Ni, vân vân, không có hai phần. Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng, vô số, vô biên, bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của dự lưu mà học, chẳng vì sự tăng giảm của Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán mà học.
vì sao tỳ dự lưu vân vân không có hai phần. Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng vô số vô biên bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của dự lưu hướng dự lưu quả mà học, chẳng vì sự tăng giảm của nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A-la-hán hướng A-la-hán quả mà học. Vì sao? Vì dự lưu hướng dự lưu quả vân vân không có hai phần. Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng vô số vô biên bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của độc giác mà học, chẳng vì sự tăng giảm của độc giác hướng độc giác quả mà học. Vì sao? Vì độc giác vân vân không có hai phần. Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng vô số vô biên bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của Đại Bồ Tát mà học, chẳng vì sự tăng giảm của Tam Miệu Tam Phật Đà mà học. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát vân vân không có hai phần. Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng vô số vô biên bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của Pháp Đại Bồ Tát mà học, chẳng vì sự tăng giảm của quả vị giác ngộ cao tột mà học. Vì sao? Vì Pháp của Đại Bồ Tát vân vân không có hai phần. Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát có khả năng học vô lượng vô số vô biên bất khả tư nghị Phật Pháp thanh tịnh, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự tăng giảm của thanh văn thừa mà học, chẳng vì sự tăng giảm của độc giác thừa vô thượng thừa mà học. Vì sao? Vì thanh văn thừa vân vân không có hai phần. Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của sắc mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của thọ tưởng hành thức mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của sắc mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thọ tưởng hành thức mà học. Vì sao? Vì sắc quần vân vân không có hai phần. Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của nhãn xứ mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của nhãn xứ mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ mà học. Vì sao? Vì nhãn xứ vân vân không có hai phần. Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của sắc xứ mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của sắc xứ mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học. Vì sao? Vì sắc xứ vân vân không có hai phần. Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của nhãn giới mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của nhãn giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra mà học. Vì sao? Vì nhãn giới vân vân không có hai phần. Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của nhĩ giới mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của nhĩ giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra mà học. Vì sao? Vì nhĩ giới vân vân không có hai phần. Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của tỷ giới mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của tỷ giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra mà học. Vì sao? Vì tỷ giới vân vân không có hai phần. Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của thiệt giới mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thiệt giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra mà học. Vì sao? Vì thiệt giới vân vân không có hai phần. Kiều Thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của thân giới mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thân giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra mà học. Vì sao? Vì thân giới vân vân không có hai phần.
Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của ý giới mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của ý giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của pháp giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra mà học. Vì sao? Vì ý giới vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của địa giới mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của thủy hỏa phong không thức giới mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của địa giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thủy hỏa phong không thức giới mà học. Vì sao? Vì địa giới vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của Thánh Đế Khổ mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của Thánh Đế Tập Diệt Đạo mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Thánh Đế Khổ mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Thánh Đế Tập Diệt Đạo mà học. Vì sao? Vì Thánh Đế Khổ vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của vô minh mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của vô minh mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, yêu não mà học. Vì sao? Vì vô minh vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của cái không nội mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đột phát, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của cái không nội mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh mà học. Vì sao? Vì cái không nội vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của chân như mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chỉ là giả mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của chân như mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ mà học. Vì sao? Vì chân như vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của bố thí ba la mật đa mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của bố thí ba la mật đa mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa mà học. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của bốn tịnh lự mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của bốn tịnh lự mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà học. Vì sao? Vì bốn tịnh lự vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của tám giải thoát mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của tám giải thoát mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà học. Vì sao? Vì tám giải thoát vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của bốn niệm trụ mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của bốn niệm trụ mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà học. Vì sao? Vì bốn niệm trụ vân vân không có hai phần.
kiểu thi ca. Nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của pháp môn giải thoát không mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của pháp môn giải thoát không mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không, vân vân, không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của năm loại mắt mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của sáu phép thần thông mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của năm loại mắt mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của sáu phép thần thông mà học. Vì sao? Vì năm loại mắt vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của 10 lực Phật mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của 10 lực Phật mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của 4 điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng mà học. Vì sao? Vì 10 lực của Phật vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của pháp không quên mất mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của tánh luôn luôn xả mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của pháp không quên mất mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của tánh luôn luôn xả mà học. Vì sao? Vì pháp không quên mất vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của trí nhất thiết mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của trí nhất thiết mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà học. Vì sao? Vì trí nhất thiết vân vân không có hai phần. Kiều thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của tất cả pháp môn Đà La Ni mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của tất cả pháp môn Tam Ma Địa mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của tất cả pháp môn Đà La Ni mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của tất cả pháp môn Tam Ma Địa mà học. Vì sao? Vì pháp môn Đà La Ni vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của dự lưu mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của Nhất Lai, Bất Hoàn, A-La-Hán mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của dự lưu mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Nhất Lai, Bất Hoàn, A-La-Hán mà học. Vì sao? Vì dự lưu vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của dự lưu hướng, dự lưu quả mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng, Bất Hoàn quả, A-La-Hán hướng, A-La-Hán quả mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của dự lưu hướng, dự lưu quả mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng, Bất Hoàn quả, A-La-Hán hướng, A-La-Hán quả mà học. Vì sao? Vì dự lưu hướng, dự lưu quả vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của độc giác mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của độc giác hướng, độc giác quả mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của độc giác mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của độc giác hướng, độc giác quả mà học. Vì sao? Vì độc giác vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của Đại Bồ Tát mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của Tam Hiệu Tam Phật Đà mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Đại Bồ Tát mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Tam Hiệu Tam Phật Đà mà học. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của pháp Đại Bồ Tát mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của quả vị giác ngộ cao tột mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của pháp của Đại Bồ Tát mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của quả vị giác ngộ cao tột mà học. Vì sao? Vì pháp của Đại Bồ Tát vân vân không có hai phần. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát chẳng vì sự tăng giảm của thanh văn thừa mà học không có hai phần, chẳng vì sự tăng giảm của độc giác thừa, vô thượng thừa mà học không có hai phần, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thanh văn thừa mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của độc giác thừa, vô thượng thừa mà học. Vì sao? Vì thanh văn thừa vân vân không có hai phần. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện:
Này thiện hiện, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của sắc mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thọ tưởng hành thức mà học chăng? Thiện hiện, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của nhãn xứ mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ mà học chăng? Thiện hiện, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của sắc xứ mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học chăng? Thiện hiện, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của nhãn giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra mà học chăng? Thiện hiện, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của nhĩ giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra mà học chăng? Thiện hiện, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của tỷ giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra mà học chăng? Thiện hiện, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thiệt giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra mà học chăng? Thiện hiện, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thân giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra mà học chăng? Thiện hiện, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của ý giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra mà học chăng? Thiện hiện, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của địa giới mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thủy hỏa phong không thức giới mà học chăng? Thiện hiện, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thánh đế khổ mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của thánh đế tập diệt đạo mà học chăng? Thiện hiện, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của vô minh mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái thủ, hữu, sanh lão tử, sầu than khổ, yêu não mà học chăng? Thiện hiện, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của cái không nội mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh mà học chăng? Thiện hiện, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của chân như mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ mà học chăng? Thiện hiện, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của bố thí ba la mật đa mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa mà học chăng? Thiện hiện, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của bốn tịnh lự mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà học chăng? Thiện hiện, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của tám giải thoát mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ mà học chăng? Thiện hiện, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của bốn niệm trụ mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà học chăng? Thiện hiện, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của pháp môn giải thoát không mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học chăng? Thiện hiện, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của năm loại mắt mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của sáu phép thần thông mà học chăng? Thiện hiện, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của mười lực Phật mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng mà học chăng? Thiện hiện, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của pháp không quên mất mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của tánh luôn luôn xả mà học chăng? Thiện hiện, khi đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của trí nhất thiết mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng,
mà học chăng? Thiện hiện khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của pháp môn Đà La Ni mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của pháp môn Tam Ma Địa mà học chăng? Thiện hiện khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Dự Lưu mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán mà học chăng? Thiện hiện khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Dự Lưu Hướng Dự Lưu Quả mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Nhất Lai Hướng Nhất Lai Quả, Bất Hoàn Hướng Bất Hoàn Quả, A La Hán Hướng A La Hán Quả mà học chăng? Thiện hiện khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của độc giác mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của độc giác hướng độc giác quả mà học chăng? Thiện hiện khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Đại Bồ Tát mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Tam Miệu Tam Phật Đà mà học chăng? Thiện hiện khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Pháp Đại Bồ Tát mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của quả vị giác ngộ cao tột mà học chăng? Thiện hiện khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Thanh Văn Thừa mà học, chẳng vì sự nhiếp thọ hoại diệt của Độc Giác Thừa, Vô Thượng Thừa mà học chăng? Hết quyển thứ 87.